Thưa quý vị, chương trình Chuyển động 24 giờ vừa phát sóng loạt phóng sự phản ánh về những rủi ro khi mà người dân mua nhà không có sổ đỏ. Và chúng tôi xin được nhấn mạnh lại là hiện nay, việc mua bán nhà bằng giấy viết tay vẫn là giao dịch không được nhà nước công nhận. Người bán sẽ bị phạt hành chính từ 3 cho đến 10 triệu đồng theo quy định tại luật đất đai. Dù là không được pháp luật thừa nhận, nhưng mà việc mua bán nhà bằng giấy viết tay vẫn đang diễn ra rất phổ biến trong thực tế. Việc cấp sổ đỏ thời gian vừa qua cũng đã được nhiều địa phương nỗ lực tăng tốc để đáp ứng nhu cầu của người dân. Thế nhưng, có không ít lý do khiến cho mục tiêu này lại chưa thực sự hiệu quả. Và câu chuyện sau đây được ghi nhận tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ở đây nguyên cả năm vừa qua cũng mới chỉ cấp sổ đỏ được cho 5 hộ dân mà thôi. Nhà kiên cố được dựng lên, nhưng không phải hộ nào cũng đã được cấp sổ đỏ. Phần lớn đất trong làng đều do ông cha để lại. Có hộ diện tích lên đến hơn 1.000 mét vuông. Thế nhưng qua nhiều thế hệ, vẫn chưa có khái niệm làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian nó trôi đi, thì bố mẹ tôi sau già khuất đi rồi, thì tôi trưởng thành lên thì cũng là lo lại tất cả những cái vấn đề ổn định thì đến thời gian nó trôi quá dài. Cho nên là cái vấn đề đấy là mình cũng không để ý đến. Cũng có một số thì người ta mong muốn người ta đi làm. Nhưng có một số thì người ta bảo có đất ông cha, ta để lại, người ta cũng chả cần sổ. Một số hồ sơ là đang mới trích đo thửa đất thôi, chứ chưa làm thủ tục gì. Thì họ mới gửi lên đây là có, hiện tại là có 3 bộ là đang liên quan đến thẩm trích đo. Hệ quả trong một năm qua, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai cũng chỉ có 5 hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Với cái con số như vậy thì đúng là theo tôi thấy là nó thực sự là chưa hiệu quả. Và chưa hiệu quả ở đây thì nó thực sự là có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chính vẫn là do nhiều hộ dân xin cấp thêm diện tích đất ở. Theo quy định, mỗi hộ chỉ được cấp với diện tích tối đa là 200 mét vuông. Nếu cấp thêm thì phải nộp thuế phí. Cụ thể như gia đình này, cấp tăng hơn 100 mét vuông, vị chi tiền thuế phải đóng lên đến gần 1 tỷ đồng. Nếu mà nó cao quá thì thôi, đến bọn chị cũng để lại thôi, chả làm rồi. Để cho bố cho tặng cho con, chỉ có giấy tờ viết tay thôi. Không chỉ lý do tài chính, việc cấp sổ đỏ cũng bị đình trệ khi các chủ sở hữu có tranh chấp xảy ra. Hai hộ liền kề thà chấp nhận nhà mình không được cấp sổ, chứ tuyệt nhiên không để khoảng trống này thuộc về nhà bên cạnh. Cái này là khoảng tầm 30cm. Một số hộ ấy, thì là người ta có những cái tôi lớn quá, đâm ra là thành ảnh hưởng chung việc của thôn, của xã. Từ lý do nhỏ không được giải quyết dẫn đến hệ lụy to. Để rồi nhiều hộ gia đình bỏ qua quyền lợi lớn để chọn lợi ích nhỏ. Tháng 8 tới đây, luật đất đai 2024 sẽ chính thức có hiệu lực, đặc biệt là luật đất đai mới đã mở rộng đối tượng sử dụng đất và thời điểm công nhận quyền sử dụng đất đối với đất không giấy tờ đang được cá nhân và hộ gia đình sử dụng ổn định sẽ được kéo dài thêm 10 năm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là cơ hội được cấp sổ đỏ của người dân cũng được tăng lên. Rất nhiều người dân đang háo hức mong chờ tài sản của mình sẽ sớm được nhà nước công nhận. Bởi hơn ai hết, những người trong cuộc họ hiểu rằng việc phải sống trong một căn nhà không được thừa nhận sẽ phát sinh rất nhiều những khó khăn. Đây là chỗ con trai tôi tháng thứ 2 này, ở nằm ở đất thế này. Còn cái giường này là tôi và đứa cháu gái tôi này. Còn trên gác này thì vợ chồng thằng thứ nhất. Vỏn vẹn 26 mét vuông, nhưng căn nhà có tới 7 người cùng sinh sống. Diện tích nhỏ, chưa đủ điều kiện để cấp sổ đỏ nên không thể xây mới. Nhà đã xuống cấp nhiều, nhưng gia đình cũng không có tài sản giá trị để vay thế chấp mà sửa chữa. Tôi phải dán giấy, rơi hết cả vữa này. Đấy, này, ộp hết cả. Bên này cũng thế. Đấy, nó rơi hết tường ra. Này, đấy. Đấy, nó rơi hết cả ra đấy. Nhiều nhà ổ chuột lắm. Nhà như nhà chị Nhung này rất nhiều. Muốn sửa chữa nhà cửa thì theo cái luật của nhà nước là đất không có sổ đỏ là không được phép xây dựng. Đấy, rất là khó khăn. Cái khó của những người phải sống trong những căn nhà không sổ đỏ còn là việc họ không được cấp giấy thường trú. Một điều kiện bắt buộc phải có khi xin học cho con ở các trường công lập. Con tôi thì hiện tại là phải học trường mùng 10 tháng 10 ở quận Hoàng Mai chứ không phải quận Hai Bà Trưng. Đứa thứ hai của tôi thì lớp 3 cũng không được học đúng tuyến, cách đây khoảng 4 năm cây cơ, cậu thứ ba là tôi, năm nay là học lớp 9. Việc xác nhận nơi cư trú để thi cử ấy thì rất khó khăn. Hai đứa con nhà em năm ngoái đi thi. Một đứa là vào lớp 6, một đứa vào lớp 10.
Cháu nó được 43 điểm nhưng mà cháu phải học trường tư. Tự nhiên nó cảm thấy nó tự ti với bạn bè nó luôn. Cũng vì nôn nóng có được giấy thường trú để cho con đi học, chị Nhung đã đưa hơn 200 triệu đồng cho một người để lấy lời hứa hẹn sẽ làm sổ đỏ cho gia đình. Nhưng sau 8 năm, sổ đỏ chưa thấy đâu mà người cầm tiền thì đã biến mất. Theo đuổi cái sổ đấy là làm đằng đẵng 2 năm trời, từ năm 2016 đến tận năm 2017. Theo đuổi như thế mình không có thời gian để làm những cái việc khác nữa. Mà nó cũng mệt mỏi cho nên là mình bỏ nó ra một bên để mình tập trung vào cái công việc của mình. Hệ lụy dần đè nặng lên vai những người đang phải sống trong những ngôi nhà vô thừa nhận. Để rồi thay vì gắng gượng, có người đã quyết định từ bỏ. Thì mình xác định là mình sẽ phải bán một cái nhà với cái mức giá nó rất là rẻ để mà mình có thể kiếm một cái cơ hội là cho con mình có hộ khẩu, rồi cho con mình học hành, rồi các cái quyền lợi khác của một công dân ấy chị. Và bây giờ ví dụ như là mình muốn làm một cái gì, mình lại chạy về quê, mình xin giấy tờ 100 cây. Cứ nói chung là những cái như thế nó cộng dồn và nó làm cho mình rất là khó chịu. Nên là em cảm thấy là mình rất là mệt mỏi với cái việc như thế. Mệt mỏi trong chính căn nhà mà mình phải nỗ lực phấn đấu để có được đã khiến chị Huyền đưa ra quyết định mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Đó là rời bỏ nơi bao năm từng gắn bó.